Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là những thông tin đáng chú ý. Mời quý vị cùng theo dõi. Ông Trump nói gì trong cuộc phỏng vấn lần đầu tiên kể từ vụ ám sát Hụt? Đáng lẽ tôi phải chết. Bác sĩ gọi đó là một phép lạ. Cựu Tổng thống nhớ lại vụ ám sát trong cuộc phỏng vấn của New York Post. Tôi đáng lẽ phải chết, ông Trump khẳng định một lần nữa trong cuộc phỏng vấn với New York Post. Về bức ảnh lan truyền trong đó, người ta nhìn thấy ông Trump bị thương đang đưa tay ngay sau vụ nổ súng. Cựu Tổng thống nói, rất nhiều người nói rằng đây là bức ảnh mang tính biểu tượng nhất mà họ từng thấy. Họ nói đúng và tôi đã không chết. Thông thường, bạn phải chết để có được một bức ảnh mang tính biểu tượng. Trump nói trong cuộc phỏng vấn rằng ông muốn tiếp tục bài phát biểu của mình sau vụ nổ súng, nhưng Sở Mật vụ nhất quyết yêu cầu ông đến bệnh viện. Ông Trump nói, tôi chỉ muốn tiếp tục nói, nhưng tôi vừa bị bắn. Ông cho biết, ông đánh giá cao cuộc gọi từ Tổng thống Joe Biden, gọi nó là ổn và nói rằng Biden rất tử tế. Ông đề nghị, nhưng không đưa ra thông tin cụ thể, rằng kể từ bây giờ, chiến dịch giữa họ có thể mang tính dân sự hơn, theo Post. Ông Trump đã bị trúng đạn ở phần trên tay phải và theo The New York Post, một phần nhỏ của nó đã bị rách và rách ra. Ông trả lời phỏng vấn với tờ báo trong khi tai vẫn còn băng bó. Nhưng báo cáo cho biết nhân viên của cựu Tổng thống nhất quyết không cho chụp ảnh. Cuộc phỏng vấn được thực hiện trên máy bay riêng của ông trên đường đến Milwaukee, nơi khai mạc Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng Hòa, và Chủ nhật là nơi ông sẽ chính thức được công bố là ứng cử viên Tổng thống của Đảng. Ông Trump nói với tờ báo, ông tin rằng ông có thể đã thiệt mạng trong vụ nổ súng nếu ông không hơi quay đầu sang phải trên sân khấu tại cuộc vận động ở Pennsylvania để đọc một từ trước bàn hiển thị trên màn hình với dữ liệu về những người nhập cư bất hợp pháp. Đúng lúc đó, như đã được ghi lại rõ ràng, viên đạn được bắn ra, theo tờ báo. Theo đúng nghĩa đen, đã xé nát một phần nhỏ tai của ông. Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump cảm ơn các nhân viên mật vụ đã lao tới bảo vệ ông sau vụ xả súng và nhanh chóng tiêu diệt sát thủ Thomas Matthew Gross, kẻ vẫn chưa rõ động cơ, và cho biết họ đã hành động một cách anh hùng. Mỹ, FBI xác định vụ nổ súng là nhằm ám sát ông Donald Trump. Theo kênh CNN, trong buổi họp báo do cảnh sát bang Pennsylvania tổ chức, Cục Điều tra Liên bang Mỹ, FBI, đã xác định vụ nổ súng tại bang Pennsylvania là nhằm ám sát cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hung thủ vụ nổ súng được xác định là một nam thanh niên 20 tuổi ở bang Pennsylvania, danh tính chưa được tiết lộ. Đặc vụ điều tra hiện trường của FBI ở Pittsburgh, ông Kevin Rosett thông báo, chúng ta đã được chứng kiến một vụ ám sát nhằm vào cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Rosett cũng cho biết nhà chức trách đang làm việc cực lực để xác định cá nhân, động cơ thực hiện vụ ám sát này, đồng thời kêu gọi mọi người cung cấp thông tin hữu ích cho các nhà điều tra. Trong khi đó, kênh CNBC đưa tin ông Donald Trump đã rời khỏi bệnh viện Butler Memorial ở thành phố Butler, bang Pennsylvania sau khi kiểm tra y tế tại đây. Kênh CNN dẫn lời thống đốc bang Pennsylvania Josh Shapiro cho biết ông Donald Trump cũng đã rời thành phố Butler. Dưới sự bảo vệ của cơ quan mật vụ Mỹ và sự hỗ trợ của cảnh sát bang Pennsylvania, cựu Tổng thống Donald Trump đã rời khu vực thành phố Butler, ông Josh Shapiro viết trên mạng xã hội X. Cảnh sát bang Pennsylvania cũng sẽ tiến hành tổ chức họp báo về vụ nổ súng nhằm vào ông Donald Trump trong ngày 14 tháng 7. Trước đó, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với ông Donald Trump sau vụ nổ súng. Trong tuyên bố về vụ nổ súng, Tổng thống Biden nhấn mạnh đây hành vi mà tất cả mọi người cần lên án, đồng thời xác nhận đã nói chuyện với ông Trump sau khi vụ việc xảy ra. Ông Biden khẳng định không thể để những vụ việc như vậy tiếp diễn. Hiện Tổng thống Mỹ đang đợi thêm thông tin trước khi chính thức gọi vụ tấn công này là âm mưu ám sát bất thành nhằm vào ông Donald Trump. Nổ súng tại nơi vận động tranh cử, ông Donald Trump bị thương. Chiều ngày 13 tháng 7, một vụ xả súng đã xảy ra tại cuộc vận động tranh cử của ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump ở tiểu bang Pennsylvania, Mỹ. Đoạn video của Reuters cho thấy khi đang phát biểu trước đông đảo người ủng hộ, ông Donald Trump nhăn mặt, phản xạ thụp người xuống khi có tiếng súng nổ. Các nhân viên mật vụ lập tức có mặt trên khán đài, lập vòng vây quanh cựu Tổng thống Mỹ.
ông Donald Trump đứng dậy, giơ tay lên ôm tay phải. Nhiều hình ảnh từ các cơ quan truyền thông Mỹ cho thấy máu chảy rất nhiều từ tay phải của cựu Tổng thống Mỹ. Các mật vụ nhanh chóng hộ tống ông Donald Trump ra khỏi sân khấu, đưa lên một chiếc xe hơi. Trên mạng xã hội X, một người phát ngôn của cơ quan mật vụ Mỹ cho biết cơ quan mật vụ đã thực hiện các biện pháp bảo vệ và cựu Tổng thống Mỹ vẫn an toàn. Một cuộc điều tra đang diễn ra và chúng tôi sẽ thông báo khi có thông tin mới. Tờ Washington Post trong bài đăng trên mạng xã hội X dẫn lời công tố viên thành phố Butler Richard Goldinger cho biết ông Donald Trump bị đạn sượt qua. Trong khi đó, một người có mặt tại sự kiện đã thiệt mạng và đối tượng tình nghi nổ súng cũng đã tử vong. Một số nguồn tin cho biết lực lượng an ninh đã hạ đối tượng tình nghi. Ngay sau vụ việc, hàng loạt nghị sĩ và chính khách Mỹ đã có phản ứng. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson đã lên án vụ nổ súng và cầu nguyện cựu Tổng thống Donald Trump cùng tất cả mọi người có mặt tại sự kiện được an toàn. Nhiều thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa như Marco Rubio, Van Stim Scott, cựu phó tổng thống Mike Pence, cựu thống đốc bang Nam Carolina Nikki Haley cùng hàng loạt thống đốc và chính trị gia Mỹ cũng lên án vụ việc. Trong một tuyên bố riêng, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ, thượng nghị sĩ Chuck Schumer cho biết choáng váng khi biết tin về vụ việc, đồng thời nhấn mạnh bạo lực chính trị không được phép tồn tại ở Mỹ. Lãnh đạo phe Dân Chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries cũng lên án vụ xả súng và tuyên bố bạo lực chính trị sẽ không bao giờ được chấp nhận. Theo thông tấn xã Việt Nam tại Mỹ, các nguồn tin tại hiện trường cho biết ít nhất 8 tiếng súng đã vang lên khi ông Trump vừa bắt đầu bài phát biểu trước đám đông người ủng hộ tại thành phố Butler, bang Pennsylvania. Người phát ngôn lực lượng mật vụ Mỹ cũng đã xác nhận ông Donald Trump bị thương, nhưng không nguy hiểm tới tính mạng và hiện đã an toàn. Một quan chức trong nhóm vận động tranh cử của Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết sẽ tạm dừng các hoạt động truyền thông tranh cử Tổng thống, cũng như dừng phát sóng các đoạn quảng cáo trên truyền hình sớm nhất có thể. Trong một tuyên bố, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông đã được báo cáo về vụ nổ súng tại sự kiện vận động tranh cử của ông Donald Trump, ứng viên tranh cử Tổng thống của đảng Cộng hòa, ở bang Pennsylvania. Tổng thống Mỹ cho biết thêm, ông vui khi biết ông Donald Trump vẫn an toàn, đồng thời cầu nguyện cho ông Donald Trump và gia đình cũng như những người có mặt tại sự kiện. Nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố không thể tồn tại một kiểu bạo lực như vậy ở Mỹ. Trong khi đó, liên quan vụ việc ở bang Pennsylvania, một số nguồn tin cho hay vụ nổ súng nhằm vào cựu Tổng thống Donald Trump đang được điều tra theo hướng đây là một vụ ám sát. Một số hình ảnh được cho là nghi phạm ám sát ông Donald Trump. Cục điều tra liên bang Mỹ, FBI, cho biết Thomas Matthew Crook, 20 tuổi ở thị trấn Bethel Park, bang Pennsylvania là đối tượng nổ súng vào cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nguồn tin của báo New York Post cho biết Crook đã dùng súng trường ngắm bắn ông Donald Trump từ nóc một nhà máy, cách sân khấu nơi ông phát biểu hơn 118m. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục diễn ra. Bất kỳ ai có thông tin nào hỗ trợ cuộc điều tra đều được khuyến khích gửi hình ảnh hoặc video trực tuyến hoặc gọi tới số 1800, thông báo có đoạn. Crook được biết đến là người có các tư tưởng cực đoan và có liên quan đến một số vụ việc bạo lực. Crook đã bị bắt giữ vài lần vì tội danh gây rối và tấn công. Trong khi đó, các nhà quản lý chiến dịch vận động tranh cử của ông Donald Trump cho biết sẽ áp dụng thêm các biện pháp an ninh bổ sung sau vụ ám sát hụt tại bang Pennsylvania.